ABC hiện nay là 4 năm rồi. Thì lại đây gặp được thầy Châu với anh Thái với chị Linh thì ở đây cũng hơn 1 năm. Thì qua quá trình mà theo dõi họ hoạt động ở đây á, thì thầy chỉ cho cách đấm đá thì quá hay luôn, không biết nói gì. Gọi là đá thần kỳ là đúng tên luôn, tại đắp đầu nó hết bệnh ở đó. Tôi cái tay hồi trước là bị lúc nào nó cong như vậy nè, bẻ đi kinê không biết bao nhiêu mà kinê xeo không ăn thua gì hết. Nhưng mà có một cái là đắp lúc đầu đắp đá thì đắp đá ở gan thì nó đỡ cho cái vụ mà nước tiểu không có bị đi tiểu đêm, không có bị gọi là bị động mà nước tiểu ở trong bọc đá nhiều, sáng là hết luôn. Cái thứ nhất. Rồi thứ hai là khi đắp đá nóng thì như thầy nói đẩy lên đẩy xuống, nhưng mà nhiều lúc mình nóng này nóng để lâu nóng quá thì mình đổ qua cái tay mình thử coi nha. Thì tình cờ thôi mình để vô tay, cái tay lúc đầu nó cong mình là đẩy lên cái là chút xíu nó thẳng ra. Là từ đó là tôi có giờ tôi đắp mà thấy không? Hay vô cùng, cái tay lúc trước nó cứng ngắc mình không có bẻ gì đâu. Bị cái ABC này mấy người biết là cái bẻ cái tay nó khó lắm, đẩy cục đá lên chút cái là muốn bẻ sao bẻ thoải mái luôn. Và là quá sao thì kỳ cục cặp đá này thành ra báo cáo vậy cho mấy chị em biết là cái kết quả nó như vậy đó. Rồi, xin cảm ơn anh. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.